À, em có thể chia sẻ cảm xúc một chút sau khi giành tập huy chương vàng này? Bây giờ em rất vui và tự hào mình có thể giành một tập huy chương vàng cho đất nước Việt Nam mình. Ở trận đấu ngày hôm nay thì em đã có chiến thuật như thế nào với đối thủ để có thể giành chiến thắng? Mình cũng theo cách của các thầy chỉ dẫn nữa là di chuyển và từ từ tấn công ạ. Cái lúc cái trận đấu vừa rồi thì em có gặp khó khăn ở thời điểm nào? Lúc em đè thì hơi lỏng chút thì lật lại. Thì thời điểm đó thì như thế nào, mình đã cố gắng như thế nào? Mình chỉ quyết tâm để mình có thể lật lại và đảo ngược tình huống ạ. Tấm huy chương vàng này nó có ý nghĩa như nào với bản thân em? Đó, tấm huy chương vàng này thì là lớn, to lớn đối với em và toàn đội và Việt Nam mình. Được rồi.